Nhân mùa an cư kết hạ Phật lịch 2564, theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, ông Pranay Verma, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn đến thăm Chư Tăng Đạo Tràng An Cư, Chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9. Tại buổi gặp, ông Pranay Verma chia sẻ thân tình về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam, Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có Phật giáo, và tin tưởng mối quan hệ này ngày càng phát triển trong tương lai. Dịp này, ông cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mùa an cư tại Chùa Phổ Minh thành tựu viên mãn. Đáp lời, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trụ trì Chùa Phổ Minh đã cảm ơn đoàn đã đến thăm, quan tâm đến đời sống tu học của Chư Tăng và cầu chúc cho quan hệ hữu nghị không ngừng phát triển tốt đẹp.